Trong video này Ad sẽ giới thiệu với các bạn trận đấu hay, hấp dẫn của kỳ thủ Du Dịch Tiêu và Mạnh Phồn Duệ diễn ra vào ngày 25 tháng 3 tại vòng 9 giải vô địch đồng đội Trung Quốc 2023. Hôm nay Ad bị ho khan tiếng nên nhờ tôi đọc dùm, chúc các bạn xem cờ vui vẻ. Ad không có hình thật của Du Dịch Tiêu, nên nhờ tôi chọn dùm, tôi lên mạng đảo vài vòng rồi chọn hình ảnh một anh trẻ trung đẹp trai thế vào. Chứ đấy không phải là hình thật của kỳ thủ Du Dịch Tiêu nhé các bạn.吃
吃. Chứ. Chứ. Tướng quân. Tướng quân. Chứ. 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 Tướng quân.
将军。吃。Đến đây thấy thế trận không thể thủ hòa được, nên Di Dịch Tiêu đã buông cờ nhận thua sớm. Trận cờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn có thể chọn các video thể hiện trên màn hình để xem tiếp. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.